Vâng, có một câu hỏi nữa mà thời gian vừa qua iCopy nhận được rất nhiều từ phía anh chị và các bạn. Đó là anh chị và các bạn đã làm tốt cái phần kỹ thuật của máy photo khổ nhỏ thì để nâng cấp trở thành kỹ thuật có thể sửa chữa, xử lý được những cái ban bận bệnh của máy photo khổ lớn thì anh chị và các bạn cần phải trang bị thêm những cái kiến thức chuyên môn, những kỹ năng gì để có thể tự tin tiếp cận và tháo lắp sửa chữa những cái ban bệnh liên quan máy photo khổ lớn. Thì trong nội dung video ngắn này tôi xin chia sẻ những cái trải nghiệm về nguyên lý cái cấu tạo tổng quan của một máy photo khổ lớn để giúp cho anh chị và các bạn có cái nhìn, và từ đó chúng ta cũng sẽ đo lường được với kiến thức chuyên môn của mình, với những kỹ năng hiện tại của mình thì mình cần phải trang bị thêm những cái kiến thức gì để có thể trở thành kỹ thuật viên đa năng sửa chữa được máy photo khổ nhỏ và máy photo khổ lớn. Tại thị trường Việt Nam chúng ta hay những cái phân khúc máy văn phòng phổ biến trên toàn thế giới thì sẽ có hai cái định dạng máy, đó là máy photo khổ nhỏ tiêu chuẩn từ khổ A3 đổ về những khổ giấy nhỏ A5 đang thịnh hành tại Việt Nam chúng ta theo khổ giấy tiêu chuẩn nội địa, và một cái phân khúc đó là máy photo khổ lớn từ cái định lượng giấy từ khổ A2 cho đến khổ A0. Đó là toàn bộ cái những cái thông số về khổ giấy tiêu chuẩn tại thị trường Việt Nam, và từ đó những hãng sản xuất cũng sẽ có hai phân khúc máy để chúng ta hình dung. Và làm nghề thì anh chị có đã biết với máy photo khổ A3 đổ xuống thì rất phổ biến với phân khúc đó. Các hãng có rất nhiều những cái series, những cái model dành cho văn phòng, dành cho những hộ kinh doanh, dành cho những công ty chuyên về in và gia công 6 in. Với máy photo khổ lớn cũng vậy. Đương nhiên với phân khúc máy photo khổ lớn thì có cái sự lựa chọn kén chọn khách hàng hơn một chút, nó phù hợp với những công ty về kiến trúc, về xây dựng, hoặc những viện kiến trúc, viện xây dựng, hoặc những công ty đặc thù có những cái khổ giấy vượt qua khổ giấy A3 từ A2 đổ lên tới A0. Thì chúng ta bắt gặp rất nhiều những cái máy photo khổ lớn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hoặc là những công ty kiến trúc, công ty xây dựng, hoặc là các viện quy hoạch kiến trúc. Thì chúng ta biết là với máy photo khổ lớn thì đương nhiên để tạo được hình ảnh trên một cái khổ giấy lớn hơn thì nhà sản xuất họ sẽ tính toán để làm sao có cái tiết diện room, cái chiều dài room phải lớn để có thể in được hình ảnh trên khổ giấy dài và khổ giấy lớn so với dòng máy văn phòng. Và để nhìn cái cấu hình bên ngoài, anh chị có bạn đã thấy tôi đang demo trên một cái model máy MPVK 2004 của hãng Ricoh. Và tại thị trường Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều hãng sản xuất những máy photo khổ lớn, những cái model, những cái series để phù hợp với những nhu cầu chung của khách hàng. Và với máy photo khổ lớn thì có những cái định dạng là máy photo in mực laser theo nguyên lý in mực laser, mực khô, và có những máy photo cổ lớn sử dụng mực nước, sử dụng mực phun. Đó là tôi nói sơ bộ như vậy để chúng ta có cái nhìn tổng quan về một cái phân khúc mà anh chị và các bạn nếu đang làm nghề kỹ thuật viên chuyên sửa chữa máy photo rồi và chưa có cơ hội để tiếp cận máy khổ lớn thì chúng ta có cái hình dung để chúng ta phân biệt. Với công nghệ số ở thời điểm hiện tại thì máy photo có chức năng in can fach. Ngoài ra, một số model tiêu biểu của hãng Ricoh đã tích hợp cho chúng ta rất nhiều những cái ưu việt, đó là có thể thu cái khổ hình ảnh từ khổ A0 lớn nhất về đến khổ tiêu chuẩn A4, và ngược lại có thể phóng hình ảnh từ khổ A4 lên khổ giấy lớn A0. Và đây là một trong những option thay chọn thêm của model này, có thể chứa được khổ giấy A4 và A3. Và bên trên sẽ là một khay chứa với những kỹ thuật viên chuyên về máy photo khổ lớn thì đây sẽ gọi là zone chứa giấy và sử dụng cuộn giấy cuộn, và tùy theo model máy thì có thể 2 zone, 3 zone. Đó, nói để anh chị và các bạn dễ hình dung, nó cũng sẽ là một khay chứa và nạp giấy như máy photo khổ nhỏ tiêu chuẩn. Còn nhìn tổng quan thì chúng ta thấy nó cũng sẽ chia làm 3 phần chính. Phần trên đó là phần quang, phần quét hình ảnh,
Đương nhiên sẽ cần một cái màn hình điều khiển trung tâm để thực hiện các cái lệnh của người dùng. Phần trên sẽ là phần quang quét hình ảnh. Phần chính giữa tính từ trên xuống sẽ là phần sao chép, copy hay xử lý hình ảnh. Và với phần chính giữa này, máy photo khổ lớn sẽ cho chúng ta cái nhìn khác, đó là toàn bộ cái quy trình sẽ đi theo vị trí từ phía trái sang phải. Khi chúng ta mở cửa bên hông của máy, giai đoạn 1 sẽ là từ các khay chứa và nạp giấy đi lên. Và đây là vị trí trục đồng bộ, hay là gọi là trục đăng ký, trục B2, trục A2, vân vân. Tùy theo vùng miền của kỹ thuật viên có thể gọi trục này cái tên gọi khác nhau, nhưng trong từ kỹ thuật đó là vị trí trục đồng bộ để đưa tờ giấy vào đúng cái giai đoạn 2. Và đây là vị trí bắt room hay còn gọi là trống. Từ trống này hình ảnh sẽ được truyền sang mặt tờ giấy trắng đi vào, và zone cấp giấy sẽ tua tờ giấy theo đúng khổ giấy và sẽ dừng lại và cắt khi khổ giấy đấy kết thúc theo tiêu chuẩn người dùng chọn. Bạn có thể chọn khổ giấy A2, khổ giấy A1 và khổ giấy A0. Khi mà thực hiện hết lệnh của hình ảnh thì có một cái cơ chế sẽ cắt cái khổ giấy đó để kết thúc một lệnh in hoặc lệnh photocopy. Và với cái đường kính zoom tiêu chuẩn này thì để in một cái bản ảnh trên cái khổ giấy A0 thì đường kính room sẽ quay liên tục trong suốt quá trình truyền hình ảnh từ cái lệnh bản in từ bản mềm hoặc là bản cứng anh chị các bạn dùng để copy sao sang một tờ giấy khác. Và cuối cùng đó là giai đoạn 3, giai đoạn cố định hình ảnh hay còn gọi là bộ sấy, bộ nhiệt trong một máy photo tiêu chuẩn. Và từ đây anh chị và các bạn cũng có thể liên tưởng tới cái cơ chế hoạt động của máy photo khổ nhỏ rồi. Cơ chế đầu tiên phía trên đó là phần quang quét hình ảnh bản gốc, nói về chức năng copy. Còn khi in thì tất cả máy photo khổ lớn hay khổ nhỏ đều nhận tín hiệu bản mềm từ PC hoặc những thiết bị kết nối ngoại vi, ví dụ smartphone, ví dụ như laptop hoặc những thiết bị thông minh khác mà chúng ta có bản mềm ở đó. Thì với máy photo khổ lớn cũng sẽ hoạt động tương tự như vậy. Và cơ chế quét ảnh trên máy photo khổ lớn sẽ cho chúng ta cái nhìn khác, đó là cái cơ chế này. Như chúng ta đã biết, với máy photo sử dụng máy khổ giấy tiêu chuẩn khổ nhỏ từ A3 cho đến A5 thì chúng ta biết là nhà thiết kế họ sẽ đặt thiết kế một cái mặt kính trong suốt để chúng ta có thể đặt cái bản gốc trên đó. Và không nói về cái chức năng ADF tự động nạp bản gốc, mà chúng ta nói thuần túy về cái cấu trúc máy cơ bản ấy, thì sẽ có mặt kính trong suốt để đạt được full khổ A3 tiêu chuẩn, và ở góc sẽ là khổ A5, và khổ nhỏ hơn thì nó ngoài cái tiêu chuẩn thì tôi không đề cập đến. Và dàn scan sẽ quét toàn bộ cái hình ảnh đó nếu anh chị và các bạn thực hiện đặt cái bản gốc trên cái mặt kính trong suốt đó. Còn với máy photo khổ lớn, để thu gọn cái máy như anh chị và bạn thấy ở đây thì hãng sản xuất sẽ thiết kế một cơ chế, đó là bản gốc di chuyển và dàn quét đứng im, cơ chế ngược. Cơ chế này cũng giống như cơ chế quét ảnh tự động trên ADF của máy nhỏ, đó là bản gốc sẽ di chuyển qua cái bộ phận quét ảnh, cái bộ scan như anh chị các bạn thấy ở đây. Để chụp được hình ảnh đương nhiên sẽ cần phải ánh sáng, đó là hệ thống đèn chụp, và sẽ không sử dụng thấu kính mà hệ thống này hình ảnh sẽ được thu về qua tín hiệu các main xử lý và chuyển thành tín hiệu điện. Cái phần chuyên sâu thì chúng ta sẽ đề cập ở sau khi anh chị và các bạn thực sự quan tâm đến cái lĩnh vực máy photo khổ lớn thì hãy liên hệ với chúng tôi. Đó, cái nguyên lý sẽ là dàn quét sáng đèn và đứng im tại chỗ, bản gốc di chuyển trên toàn bộ quá trình chiều dài của bản gốc, hình ảnh sẽ được thu về và xử lý để tạo ra một bản sao nếu chúng ta dùng chức năng copy. Tiếp theo ở phía ngoài đương nhiên cũng sẽ giống như các máy photo cỡ nhỏ, đó là một cái bình mực tiêu chuẩn chứa bên ngoài. Để anh chị các bạn dễ hình dung thì tôi đang bỏ hộp mực ra để chúng ta dễ hình dung. Hộp mực sẽ nằm suốt theo cái chiều dài này, và như chúng ta liên tưởng logic chúng ta sẽ thấy là nhà sản xuất họ sẽ tối ưu hóa cái
cái tiết diện, cái thể tích của một cái máy. Như vậy là mọi cấu trúc sẽ nằm theo cái chiều ngang của máy để tối giản cái độ lớn chiếm thể tích không gian chiều máy. Như vậy là toàn bộ sẽ được thiết kế theo cái chiều ngang của máy luôn. Và đây là cơ chế để giúp cho cái ống mực của chúng ta quay và cấp vào khoang từ. Đây là cái phần này. Trong video tiếp theo thì tôi sẽ có một một phần video để hướng dẫn anh chị và các bạn cái trải nghiệm cách để tháo từng bộ phận, từng module của một máy photo cổ lớn. Như vậy là anh chị và các bạn có thể có cái nhìn sơ bộ về cái quá trình để nâng cấp bản thân trở thành kỹ thuật viên sửa chữa máy photo cổ lớn. Và tiếp theo sẽ là một cái cơ chế, đó là chúng ta bật cái cơ chế này. Tôi một tay cầm cam đây, chúng ta sẽ bật cơ chế này. Bật này. Và đối xứng, đúng ra chúng ta phải thực hiện cùng lúc hai bên, nhưng một tay tôi đang cầm cam, tôi sẽ làm tắt như vậy để anh chị và các bạn dễ hình dung. Và đây là cơ chế để giúp chúng ta thấy được bên trong khoang máy, gồm có khoang chứa mực từ, thành phần hỗn hợp mực từ ngay phía đối diện và ngay phía tay tôi đang chỉ ở phía trên này. Đây là một vị trí gọi là cần sensor để nhận giấy đầu vào. Đây là cần. Khi tháo ra anh chị các bạn lưu ý, khi để tháo ra bảo trì bảo dưỡng thay thế linh kiện mực từ thì chúng ta sẽ dùng một miếng băng dính để dán chỗ này. Khi chúng ta tháo lắp nó sẽ an toàn cho cái cần này không bị gãy vỡ. Và tiếp theo tôi sẽ đặt cam ở phía dưới gầm để chúng ta nhìn ngược lên, chúng ta sẽ thấy vị trí đó là một cái drum, một cái trống. Với cái trống này thì cái chiều dài tiêu chuẩn sẽ gấp từ 3 lần cho đến khoảng 3 lần rưỡi những máy photo cổ tiêu chuẩn A3 đổ xuống, để tôi ước chừng. Và cũng có những cái cơ chế như máy chúng ta thường sửa chữa máy cổ nhỏ, đó là chốt tách giấy hay còn gọi là cò tách giấy, rung dưới gầm rung. Và sâu bên trong sẽ là đến phần tiếp theo, đó là giai đoạn 3, cụm sấy. Phía dưới máy sẽ sử dụng một chanfer hay còn gọi là cao áp dưới. Cao áp dưới sẽ làm cái nhiệm vụ, đó là khi máy thực hiện chuyển cái hình ảnh từ bản gốc và xử lý có hình ảnh trên rung xong tờ giấy vào vị trí này và được truyền sang tờ giấy. Phía trên đối xứng phía trên đương nhiên sẽ là cao áp bước 1. Đó là toàn bộ cái quy trình này. Để tháo ra thì tôi sẽ dành gửi đến anh chị và các bạn ở một cái video sau nữa. Đó. Và vòng ra đằng sau để anh chị và các bạn dễ hình dung, vào video ngắn thì tôi đã tháo cái ốp bên hông. Chúng ta sẽ thấy cơ chế cơ của máy không có cái gì quá phức tạp như chúng ta hình dung và chưa có cái điều kiện để tiếp cận. Với phía đằng sau thì một bộ sấy sẽ làm chín hạt mực. Đây, tôi mở một cái bửng ra để chúng ta dễ hình dung bên trong. Đây là bộ sấy. Phía trên cũng sẽ là lô sấy, phía dưới sẽ là lô ép và dàn cò tách giấy. Và cũng sử dụng cuộn lau dầu như máy anh chị và các bạn thường dùng, máy photo cổ nhỏ. Và để tháo ra được thì đương nhiên cơ chế này chúng ta sẽ tháo cụm sấy từ phía đằng sau. Chúng ta sẽ nhả một cái bửng này. Với máy photo cổ lớn thì đường giấy di chuyển qua mặt cắt máy rất là ngắn, nhưng quá trình để tờ giấy di chuyển hết với máy, với khổ lớn nhất đá khổ A0 thì chiều dài rất lớn. Thì như vậy quá trình toàn bộ đi này nó cần một cái sự mượt mà chuẩn để giúp cho khổ giấy dài đấy đi suốt quá trình qua hệ cơ của máy một cách an toàn. Thì có sẽ dàn cò tách giấy trên lô sấy và dàn cò tách phía dưới để ngăn cái tờ giấy không chu cuốn vào trong. Đó. Để tháo thì chúng ta sẽ tháo cơ chế phía sau. Ở video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn. Chúng ta bê nguyên bộ sấy này ra. Bê được từng khối cụm từ, khối cụm drum, khối cụm sấy ra phía ngoài. Rồi, phiền phần cơ bên hông thì tôi nói sơ qua để chúng ta dễ hình dung. Phía đây tôi đang chỉ ở đây anh chị và quan sát này. Có hai cơ chế dây cu loa cực kỳ quan trọng trong cái công việc anh chị và các bạn bảo trì bảo dưỡng máy photo cổ lớn, đó là cơ chế dây cu loa thứ nhất tay tôi đang chỉ đây vận hành cho cụm chứa thành phần hỗn hợp mực từ. Khi mà bảo trì bảo dưỡng hoặc sửa chữa máy cho khách hàng, anh chị lưu ý kiểm tra cái dây cu loa này. Và để mở được ốp ra quan sát bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được toàn bộ phần cơ này. Khi dây cu loa kém hoặc một số vị trí bị kém, răng nhé, tôi đang nói về răng,
dẫn tới cái kéo không đồng bộ, rất nhiều tình trạng anh chị và bạn ít để ý, dẫn tới tình trạng là bản chụp bị lỗi về hình ảnh kém mờ hoặc vân vân. Thì chúng ta lưu ý cơ chế của dây cu loa thứ hai hơi khuất một chút. Đây tôi đang có một cái khe nhỏ đây, đây anh chị bạn thấy đây, tôi đang bắt góc. Đấy là cơ chế của dây cu loa để vận hành cho cái cụm sấy của chúng ta ở trung gian và sẽ lai lên dây cu loa phía trên. Đây là hai cơ chế rất quan trọng và có cái chế độ tăng giảm hợp lý như cái ốc khuyết anh chị bạn thấy ở đây. Khi bảo trì bảo dưỡng máy thì chúng ta nhớ tháo ốc và kiểm tra cái cơ chế dây cu loa và hệ cơ trong cái miếng ốp này. Đây là hai cơ chế cơ giúp vận hành hai bộ cực kỳ quan trọng trong máy, đó là bộ mực từ. Khi mà chúng ta đóng xuống thì cơ chế bánh răng này sẽ ăn với cái động cơ phía dưới đó. Tiếp theo sẽ là cơ chế để vận hành cụm sấy của chúng ta. Như chúng ta biết là cụm sấy của máy photocủ lớn thì nó cần một cái đường lăn rất dài để hoàn tất một bản copy tiêu chuẩn hay một bản in tiêu chuẩn với khổ A0 rất là dài. Như vậy là hệ cơ cần một cái sự vận hành rất là trơn tru. Và đây tôi đang để góc cam này anh chị, các bạn dễ hình dung hơn, với phía trên là một cái drum rất dài sang tới đầu bên kia. Ngay phía dưới tôi đang đặt cam đây là chanfer cao áp phía dưới, và đối xứng phía trên sẽ là cao áp bước 1. Thì ở video hướng dẫn tháo lắp tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn. Và để tháo được cơ chế room và vận hành cơ chế room, chúng ta sẽ thấy ở đây đó là hệ dây cu loa và bánh đà nhỏ ở đây. Chúng ta sẽ tháo lần lượt để tháo ra, và với các vị trí dây cu loa thì đều có cái vị trí ốc đai để tăng giảm độ căng trùng của cái dây cu loa này. Và trong quá trình làm nghề ấy, thì cái sự tinh tế quan sát và tư duy logic của kỹ thuật viên cực kỳ quan trọng để quyết định một cái máy hoạt động ổn định. Có những cái sự khác biệt giữa một người kỹ thuật viên có tư duy tốt và một người kỹ thuật viên có tư duy bình thường. Tư duy tốt có nghĩa là chúng ta đánh giá được cái hoạt động bất ổn ở thể nhẹ của máy để giúp cho chúng ta có cái cách tiếp cận tinh tế, giải quyết những cái vấn đề có thể xảy ra với cái nguyên lý hoạt động liên tục của một máy photo kinh doanh dịch vụ. Thì đó là những cái điểm nhấn trong nghề nào cũng vậy thôi. Khi mà bạn thực sự đặt quyết tâm và hướng tới một cái sự hoàn thiện về chuyên môn ấy, thì bạn sẽ dành rất nhiều thời gian cho cái công việc mình yêu thích và nghiên cứu chuyên sâu, tìm hiểu những cái mà người khác thấy là đủ thì chúng ta thấy chưa đủ thì chúng ta sẽ chuyên sâu. Phía đối xứng thì tôi đang quay ở đây, chúng ta cũng khi mà mở room mở từ thì chúng ta biết là với chiều dài theo mặt trước của máy thì chúng ta cần phải mở bát này, đối xứng bên kia, bên đây cũng vậy. Đây là vị trí thanh cao áp phía trên như tôi đã chỉ ở đây, jack cấp này, điện bias phân cực từ cấp vào cho đầu trục từ. Khi tháo chúng ta phải rút hết ra này. Bình mực thải rất là nhỏ xinh ở phía bên cạnh. Đây là mặt cắt và chúng ta nhìn thấy đối xứng của bộ sấy ở vị trí này. Đó, toàn bộ máy photo khổ lớn nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng thực tế khi mà tiếp cận nó thì thấy cũng không có gì gọi là quá phức tạp ghê gớm. Còn cơ chế chứa và nạp giấy thì với dạng giấy cuộn thì máy sẽ dùng cơ chế con lăn này tiếp xúc, vì tiết diện bề ngang của giấy rất là lớn. Anh chị và các bạn có thể đọc những cái thông số giấy được ghi ở trên cái mặt sàn này. Và đây là cơ chế dao cắt. Một lưỡi dao cắt sẽ di chuyển để cắt cái khổ giấy khi mà kết thúc một cái khổ tiêu chuẩn mà anh chị các bạn lệnh cho máy trong quá trình sử dụng vận hành bản in hoặc bản copy. Và sử dụng cái clutch đây phía dưới này và vòng bi một chiều. Đấy là cơ chế như là máy photo cỡ nhỏ, nguyên lý không có gì khác biệt cả. Đó là toàn bộ thông tin mà anh chị các bạn, khi mà anh chị đã làm tốt máy photo nhỏ rồi thì hoàn toàn có thể trở thành kỹ thuật làm máy photo khổ lớn. Và một điểm nhấn về chuyên môn, khi chúng ta am hiểu một cái nguyên lý hoạt động của máy photo bất kỳ, anh chị thành thục rồi thì những cái máy khổ tiêu chuẩn lớn hơn hoặc nhỏ hơn nó sẽ có nguyên lý tương tự. Như vậy chúng ta cần trang bị kiến thức gì? Đầu tiên chúng ta với bất cứ công việc gì, kiến thức đầu tiên đó là chúng ta phải biết tổng quan của máy, cách để
tiếp cận tháo lắp khối cụm linh kiện vật tư. Đâu là khối cụm linh kiện vật tư? Vị trí này. Tiếp theo đó là một cái điều cực kỳ quan trọng và không thể thiếu, đó là một cái sự tự tin. Có rất nhiều anh chị và các bạn rất giỏi sửa chữa máy photo khổ nhỏ, máy photo tiêu chuẩn văn phòng, nhưng lại không dám tiếp cận và sửa chữa máy photo khổ lớn. Và có chia sẻ với chúng tôi đó là cái sự thiếu tự tin. Vì chúng ta biết với cái chiều ngang zoom máy nhỏ thì khoảng 40, hơn 40 cm, nhưng với máy này thì hơn 1 mét. Như vậy là zoom sẽ đắt hơn gấp 3 cho đến 5 lần tùy theo model máy. Có những cái model máy zoom có thể lên tới hơn chục triệu, ví dụ như vậy. Nên từ đó khiến cho kỹ thuật viên ngại tiếp cận, ngại tháo lắp. Dù anh chị và các bạn chỉ cần nâng cấp một chút về chuyên môn, hoàn toàn có thể sửa chữa được máy photo khổ lớn, vì nguyên lý của nó hoàn toàn giống như máy photo khổ nhỏ. Như tôi đã điểm nhấn đây, đó là cái sự tự tin rất quan trọng trong cái nâng cấp nghề của anh chị. Làm tốt máy photo khổ nhỏ rồi, máy photo cơ sở tiêu chuẩn rồi, thì khi mà tiến lên một bước đó là sửa chữa máy photo khổ lớn, cần một cái sự tự tin. Cái sự tự tin về phần tháo lắp, về phần tiếp cận bắt ban bệnh sửa chữa, nó hoàn toàn giống như là máy photo khổ nhỏ, nhưng chúng ta cần quyết đoán và cần tự tin để chuyên môn của chúng ta có thể nâng cấp được lên. Còn nếu không, chúng ta cũng xem mãi mãi là một người thợ sửa chữa máy photo cỡ nhỏ bình thường. Và nói đến đây thì không phải là chúng tôi có một cái gì đấy tức là làm phức tạp mà hóa nội dung, nhưng thực tế là như vậy. Có rất nhiều anh chị và các bạn rất giỏi, có thâm niên rất lâu trong ngành máy photo, sửa chữa máy photo, nhưng khi tiếp cận máy photo lớn thì rất là e ngại. Đó là một cái điều đáng tiếc. Thì hy vọng trong thời gian tới và sau khi xem video của chúng tôi này, anh chị và các bạn cứ tự tin tìm hiểu cái cách tháo lắp cơ bản. Khi mà hiểu cái cách tháo lắp cơ bản rồi, đúng quy trình rồi, anh chị và các bạn hoàn toàn có thể sửa chữa được máy khổ lớn, không có gì là ghê gớm. Về nguyên lý và phần mềm cốt báo lỗi của hãng Ricoh thì máy khổ lớn hay khổ nhỏ hãng cũng thiết kế giống như nhau. Đó là một cái sự gần gũi mà gọi là thương hiệu quốc dân là như vậy. Với máy rất lớn và những model rất nhỏ thì cơ chế cũng sẽ là reset 107 giữ phím stop hoặc 806-182. Đó là cách vào phần mềm của chung cho hãng Ricoh. Đó là một cái sự rất là thân thiện của hãng. Cách hiển thị mã lỗi cũng vậy, cũng SC giống như những máy phân khúc máy văn phòng mà anh chị làm quen. Cái bảng mã lỗi giống nhau gần như đến 95%. Có một chút khác biệt cơ bản thôi, mã báo lỗi cũng giống như nhau. Đó. Ở video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cái cách để chúng ta có thể tháo lắp toàn bộ khối cụm vật tư, linh kiện vật tư. Và với cơ chế thiết kế này thì anh chị các bạn rất là thấy hãng thiết kế rất là thông minh và đơn giản, giúp người dùng trải nghiệm rất là dễ. Đó là ba chốt này chúng ta rút ra, chúng ta có thể nhấc nguyên cái bửng màn hình lên được, rút ra là xong. Rất đơn giản. Đó là một cái sự tiện ích của hãng Ricoh. Đó, bề ngang tôi đo theo chiều cơ sở, tính cả phần mâm chứa để nạp giấy vô sẽ là khoảng 62-63 cm theo tiết diện chiều ngang này. Và toàn bộ giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nằm theo chiều này. Và tờ giấy sẽ di chuyển toàn bộ quá trình này. Từ vị trí anh chị nạp vô này, sẽ giấy sẽ vòng lên đây và sẽ có miếng cứng giấy phía trên này. Đó. Đó là toàn bộ tổng quan. Và tôi tin chắc là sau video này, anh chị và bạn đang làm kỹ thuật viên rồi sẽ có thể hoàn toàn tự tin tiếp cận sửa chữa máy photo khổ lớn. Và hãy liên hệ với chúng tôi, Học viện iCopy Phú Sơn, chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo từ căn bản cho tới chuyên sâu, với hai hình thức trực tiếp tại 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn ở xa có thể đăng ký khóa học online qua bộ video chúng tôi đã đóng gói và phát hành đào tạo trong suốt 2 năm vừa qua, và đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực từ phía anh chị và các bạn học viên trên mọi miền Tổ quốc. Và có rất nhiều những cái thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, anh chị và các bạn có thể tìm hiểu bằng cách truy cập vào website copy.com.vn hoặc máy photo Phú Sơn trên Google Search, anh chị và các bạn có thể tìm được những cái thông tin
những sản phẩm của chúng tôi. Anh chị và các bạn nếu như thường xuyên vào YouTube thì có thể tìm từ khóa đó là Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo. Khi tìm thấy thông tin về chúng tôi, hãy đăng ký và ủng hộ kênh của chúng tôi để chúng tôi có thêm những cái động lực, những cái tâm huyết để làm những video gửi tới anh chị và các bạn, những người đang làm trong lĩnh vực máy photo trên khắp mọi miền đất nước. Hãy để lại những bình luận, những góp ý, những phản hồi đến chúng tôi để chúng tôi có thêm những cái sản phẩm video đáp ứng nhu cầu chung của anh chị và các bạn làm nghề. Hãy nhớ số điện thoại 0964 405 366. Gọi cho chúng tôi khi anh chị và các bạn cần bất cứ sự hỗ trợ nào liên quan đến kỹ thuật máy photo của bất cứ hãng nào. Tạm biệt anh chị và các bạn. Hẹn gặp anh chị và các bạn ở video tiếp theo hướng dẫn tháo lắp những khối cụm linh kiện vật tư của máy A0 tiêu chuẩn của hãng Nikon.